Ba Loan và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lập để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024. Loan Lọc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ bài lá thư tìm người thân. Khảo sát mới của Gallup cho thấy một trong năm người lớn ở Hoa Kỳ cảm thấy cô đơn hàng ngày. Thanh niên 19 tuổi nhá súng cướp tiệm visa ở Texas bị nhân viên đánh bầm dập. Mississippi, cầu sập làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Theo một cuộc khảo sát, California có 56% cư dân suy tính rời khỏi tiểu bang vì quá đắt đỏ. Tòa án Nebraska giữ luật cho phép người có tiền án tiền sự được bỏ phiếu. Tổng thống Joe Biden chuẩn thuận xóa nợ tiền học 175 tỷ đô la cho gần 5 triệu người. Cựu người dẫn chương trình của Fox News, Gretchen Carlson đã công khai chỉ trích Red Bayer. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng tăng thuế sẽ tăng giá mọi thứ. Đức giáo hoàng Francis sẽ trở thành vị giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên xuất bản sách. Người đàn ông chèo thuyền qua Thái Bình Dương để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Instagram bổ sung thêm nhiều biện pháp bảo vệ để bảo vệ thanh thiếu niên chống lại hành vi tống tiền tình dục. Cựu giám đốc cảnh sát Mexico lãnh hơn 38 năm tù, bị phạt 2 triệu đô la vì tội nhận hối lộ từ cartel. Tổng thống Joe Biden công bố gói viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 425 triệu đô la. Thủ tướng Hungary nói rằng ông sẽ thúc giục Tổng thống Pháp và Tổng thống Đức đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine với Putin. Ukraine được dùng F-16 tấn công Nga, trại huấn luyện quân sự của Moscow bị tập kích. Tin tức liên quan đến tình hình tại Trung Đông cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một cậu bé, dọa đánh bom phi cơ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm cộng tác, làm bạn với Mỹ. Từ Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan bị án chung thân và phải bồi thường trong vụ trái phiếu. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, khảo sát mới của Gallup cho thấy một trong năm người lớn ở Hoa Kỳ cảm thấy cô đơn hàng ngày. Đây là tỷ lệ cô đơn cao nhất được báo cáo trong hai năm qua. Con số này đã tăng nhẹ so với đầu năm nay, khi 17% cho tới 18% số người được khảo sát báo cáo rằng họ cảm thấy thiếu sự kết nối với xã hội, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm là 25% số người được khảo sát báo cáo rằng họ cảm thấy cô đơn trong suốt 3 năm của đại dịch COVID-19 là từ năm 2019 tới 2021. Năm 2023, bác sĩ giải phẫu Hoa Kỳ, tiến sĩ Vivek Murthy tuyên bố rằng người Mỹ đang ở giữa đại dịch của cô đơn. Còn lớp ước tính rằng 52 triệu người lớn ở Hoa Kỳ vẫn cảm thấy thiếu sự kết nối với xã hội. Cuộc khảo sát không hỏi lý do tại sao mọi người lại cảm thấy cô lập như vậy. Nhưng Dan Withers, giám đốc nghiên cứu của Chỉ số Sức Khỏe và Hạnh Phúc Quốc gia Cờ lớp đã cho rằng đây là thời điểm chia rẽ. Ông nói với ABC News, khi chúng ta đến gần một cuộc bầu cử, điều đó sẽ khiến cho chúng ta ở trong nhà để tránh những đụng chạm. Allen Cram, phó giáo sư khoa học xã hội y khoa tại trường Y khoa Đại học Northwestern, suy đoán rằng đại dịch khiến chúng ta dễ bị cô lập hơn. Cô lập xã hội không chỉ đơn thuần là không nói chuyện với hàng xóm hoặc không có ai để trò chuyện tại nơi làm việc. Nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự hài lòng trong cuộc sống. Những người báo cáo rằng họ đã trải qua sự cô đơn trong 24 tiếng qua có thể đánh giá chất lượng cuộc sống hiện tại của họ là kém cao hơn gần 5 lần. Mặc dù sự việc đó đã giảm dần theo thời gian, nhưng họ vẫn có thể có cái nhìn xấu hơn gấp hai lần rưỡi về mức độ hài lòng trong cuộc sống của họ trong 5 năm tới. Đối với bất cứ ai muốn xây dựng sự quan hệ gắn bó hơn với những người xung quanh, Witcher cho biết có ba điều đơn giản có thể giúp ích như những gì chúng ta đang làm, xây dựng các mối liên hệ tốt và nuôi dưỡng cảm giác hoàn thành, giải quyết nỗi cô đơn là điều cần thiết để có sức khỏe tốt. Theo một nghiên cứu gần đây, những người cô đơn có nguy cơ tử vong sớm tăng tới 29%. Witcher cho biết họ cũng gặp phải tỷ lệ trầm cảm, tức giận và các vấn đề về sức khỏe, tâm thần cao hơn. Sự cô đơn cũng gây tốn kém, ví dụ như người lớn tuổi bị cắt đứt khỏi các mối quan hệ xã hội mạnh mẽ, khiến cho Medicare phải chi khoảng 6 tỷ 700 triệu đô la mỗi năm cho việc chăm sóc tại bệnh viện và những trung tâm điều dưỡng. Graham đề nghị rằng chúng ta hãy thoát khỏi vỏ bọc của mình và hướng ra bên ngoài. Hãy cố gắng xác định những cách mà chúng ta có thể giúp người khác cảm thấy rằng họ được quan tâm kết nối với xã hội một cách có ý nghĩa hơn. Thanh niên 19 tuổi nhá súng, cướp tiệm visa ở Texas, bị nhân viên đánh bầm dập. Nghi can có súng đến cướp tiệm pizza ở Texas vào tuần trước đã bị đánh bầm dập. Theo đài Fox News đưa tin, vào ngày 15 tháng 10, Richard Cordes, 19 tuổi, bị truy tố tội cướp của nghiêm trọng. Nghi can bị cáo buộc đã bước vào tiệm pizza vào thứ Năm tuần trước khoảng 7 giờ tối và đến gần một nhân viên. Anh ta đưa cho nhân viên đó mẫu giấy ghi không được nói lung tung, đưa hết tiền trong ngăn kéo. Sau đó nghi can cho nhân viên đó thấy khẩu súng mình đeo bên hồng trong biên bản của cảnh sát. Người nhân viên này đã khống chế và siết cổ Curtis, trong khi một nhân viên khác thì gọi cho cảnh sát. Trong lúc nhân viên đó và nghi can đánh nhau, người quản lý tiệm đã rút súng ra khỏi hông nghi can. Theo lời kể, người quản lý cố bắn nghi can Curtis nhưng súng không nổ. Vì súng không nổ nên người quản lý đã lấy súng đập vào người nghi can. Lúc đó thì người quản lý đã chụp con dao trong nhà bếp và hỏi nghi can Curtis có thích đi tù hay là chết. Theo đài Fox 7, nghi can Curtis đã ngưng đánh nhau và chờ cảnh sát tới bắt. Một nhân viên bị thương trong vụ này, theo đài truyền hình. Trong tấm hình được cảnh sát công bố, Curtis đã bị bầm cả hai mắt và bị một vết trầy lớn ở phía trên của mắt trái. Cảnh sát đang điều tra vụ án này. Mississippi, cầu sập làm ba người thiệt mạng và 4 người bị thương. Cây cầu ở Mississippi sập vào ngày thứ tư. Cây cầu này đã đóng cửa gần một tháng trước khi bị sập, trong khi một đội công nhân đang chuẩn bị phá dỡ cây cầu bắc qua sông Strong River trên tuyến đường của tiểu bang 149 ở quận Simpson, cách Jackson khoảng 40 dặm về phía nam, đã bị đóng cửa đối với giao thông kể từ ngày 18 tháng 9 như một phần của dự án thay thế cây cầu. Bộ Giao thông Vận tải Mississippi cho biết trong một thông cáo báo chí. Terry Tudor, cảnh sát điều tra quận Simpson đã nói với New York Times rằng bảy người đàn ông đang làm việc trên cầu sử dụng máy móc hạng nặng để phá dỡ nó thì nó sập xuống và rơi xuống gần 40 feet. Một trong những thanh tra của Bộ Giao thông đã có mặt tại công trường khi cây cầu sụp đổ và may mắn người đó không bị thương. Theo một cuộc khảo sát, California có 56% cư dân suy tính rời khỏi tiểu bang vì quá đắt đỏ. California là một trong những tiểu bang đắt đỏ nhất trên cả nước Mỹ về các nhu cầu như là nhà ở, thực phẩm, xăng dầu và bảo hiểm. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chi phí cao khiến mọi người xem xét việc rời khỏi California nếu họ chưa làm vậy cuộc thăm dò do Emerson College thực hiện trong tháng này và được tài trợ bởi công ty mẹ của KTLA, Nextdoor Media, đã hỏi 1.000 cử tri California về các vấn đề bao gồm nền kinh tế, chính sách nhập cư và cuộc bầu cử sắp tới. Có tới 56% số người được hỏi cho biết họ đã nghĩ đến việc rời khỏi California do chi phí quá cao. Trong khi đó, 37% cho biết họ đã xem xét giữa việc trả tiền cho thực phẩm hoặc tiện ích trong tháng qua. Cuộc khảo sát cho thấy 35% cho biết họ đã suy nghĩ giữa việc trả tiền cho thực phẩm và nhà ở trong tháng qua và 26% đã suy nghĩ giữa việc trả tiền cho thực phẩm và thuốc theo tòa. Tùy thuộc vào cách bạn đo lường chi phí sinh hoạt, California xếp hàng đầu tiên hoặc trong bốn tiểu bang đắt đỏ nhất cả nước Mỹ dựa trên giá cả hàng hóa và dịch vụ. California có giá nhà và gia đình đơn lẻ trung bình cao nhất tại Hoa Kỳ, và người lái xe ở California phải trả nhiều tiền xăng hơn so với những người lái xe ở các tiểu bang khác. Dân số California hoặc trì trệ hoặc giảm từ năm 2019 đến năm 2023, mặc dù đã tăng nhẹ lên là khoảng 39 triệu 128.162 cư dân vào năm 2024. Tòa án Nebraska giữ luật cho phép người có tiền án tiền sự được bỏ phiếu vào ngày thứ tư 16 tháng 10, tòa án cao nhất của tiểu bang Nebraska vừa giữ nguyên luật cho phép những người từng phạm tội nhưng đã mãn án được tham gia bỏ phiếu. Điều này sẽ tạo cơ hội cho hàng ngàn người được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 sắp tới, theo Reuters. Nebraska đã bác bỏ khiếu nại của Bộ trưởng Hành pháp Robert Efnen thuộc đảng Cộng hòa rằng luật được thông qua hồi tháng 4 vi phạm hiến pháp của tiểu bang. Tòa án đã ra lệnh cho Efnen phải thi hành luật này ngay lập tức được đại diện bởi Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU, nguyên đơn là hai người có tiền án, tiền sự ở Nebraska, để đơn kiện Bộ trưởng Hành pháp Evnen vì hồi tháng 7 ông tuyên bố sẽ ra lệnh các viên chức bầu cử không cho phép người từng bị kết án trọng tội được ghi đơn bỏ phiếu. Trước khi luật mới được ban hành, Nebraska đã cho phép những người có tiền án tiền sự vẫn có thể bỏ phiếu sau khi đã mãn án được 2 năm. Tuy nhiên, Adnan cho rằng chỉ có hội đồng ân xá mới có quyền khôi phục quyền bầu cử của họ. Dựa trên ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp Nebraska Mike Hilger, toàn bộ 7 thẩm phán của tòa án Nebraska đều không tán hành việc Adnan từ chối thực hiện luật về quyền bỏ phiếu cho người có tiền án tiền sự. Một số thẩm phán còn chỉ trích Adnan vì không thi hành đúng luật của tiểu bang. Thẩm phán Lindsay Miller Lehman viết rằng chúng ta có nên để cho bất cứ viên chức chính phủ nào cũng được phép bỏ qua luật chỉ vì họ nghĩ rằng luật đó có sai sót hay không. Em nên tuyên bố rằng văn phòng của ông sẽ tuân thủ quyết định của tòa án và đã ra lệnh các viên chức bầu cử cho phép người có tiền án tiền sự vẫn được ghi đơn bỏ phiếu. Jonathan Thomas luật sư của aCLU cho rằng hành động của FN có thể tước quyền bỏ phiếu của hàng ngàn người và cho biết chúng tôi rất biết ơn khi tòa án cao nhất Nebraska đã ngăn chặn việc tước đoạt quyền bỏ phiếu của những người từng trót làm đường lỡ bước hiện nay khoảng một nửa số tiểu bang ở hoa kỳ cấm người có tiền án được bỏ phiếu vĩnh viễn hoặc trong khoảng thời gian sau khi họ mãn án những người chỉ trích cho rằng chính sách này tước đi quyền bầu cử của những người có tiền án tiền sự đặc biệt là đối với cộng đồng người da màu vốn rất dễ vướng vào rắc rối pháp lý Nebraska có 5 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng. Không giống như hầu hết các tiểu bang khác, Nebraska chia phiếu đại cử tri theo các khu vực địa lý, tương tự như Maine. Tổng thống Joe Biden chuẩn thuận xóa nợ tiền học 175 tỷ đô la cho gần 5 triệu người. Chính quyền vào ngày thứ Năm 17 tháng 10 công bố thêm đợt xóa nợ tiền đại học, nâng số nợ tiền đại học được xóa tới nay tổng cộng hơn 175 tỷ đô la cho gần 5 triệu người, tính từ khi ông nhậm chức. Số nợ tiền đại học được xóa chiếm gần 11% tổng số nợ tiền đại học của người Mỹ. Trong gần 5 triệu người được xóa tiền nợ đại học, hơn 1 triệu người được xóa nợ thông qua Public Service Loan Forgiveness, là PS, ELF, chương trình xóa nợ cho nhân viên lĩnh vực công cộng như giáo viên, y tá sau khi họ trả nợ được 10 năm. Chương trình PSLF có hơn 15 năm nay nhưng gặp nhiều rắc rối về hành chính. Dưới thời Tổng thống Biden, Bộ Giáo dục giúp người vay dễ dàng hội đủ điều kiện được xóa nợ thông qua PDLF hơn. Trong đợt xóa nợ mới được Bộ Giáo dục công bố vào ngày thứ Năm, chính phủ sẽ xóa nợ khoảng 4 tỷ 500 triệu cho khoảng 60.000 người. Đợt xóa nợ mới được công bố giữa lúc chỉ còn chưa đầy 3 tuần là đến ngày bầu cử tổng thống. Cựu người dẫn chương trình của Fox News, Gretchen Carlson đã công khai chỉ trích Red Buyer. Gretchen Carlson đã công khai chỉ trích Red Bayer vào ngày thứ Tư về cách ông phỏng vấn đối với Phó Tổng thống Harris ông nói sau cuộc phỏng vấn của Bayer đối với bà Harris, Bayer cho thấy một lần nữa anh ta không phải là người dẫn chương trình tin tức thẳng thắn. Anh ta là một kẻ tầm thường, không khác gì Hannity hay Water. Nhà sản xuất giấu tên nói với nhà chuyên môn truyền thông của Seattle The theo Justin Baragona, người đã chia sẻ phản ứng này trên X. Anh ta cúi đầu trước áp lực từ những người hâm mộ MAGA của mình vì anh ta không quan tâm miễn là họ không đổi kênh khác. Trả lời bài đăng của Paragona, Christian Carson viết công khai rằng một cựu người dẫn chương trình của Fox News đồng ý. Trong phản ứng của riêng mình đối với cuộc phỏng vấn, Bayer đã phàn nàn rằng anh có thể biết ngay từ đầu rằng bà ấy sẽ khó chuyển hướng nếu tôi không cố gắng ngắt lời. Nói rằng anh đã hy vọng rằng sẽ có sự qua lại lịch sự như thế này. Phó Tổng thống Harris đã tỏ ra nóng nảy, mất kiên nhẫn và nhiều lần chỉ trích đối thủ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Theo AFP, bà Harris liên tục tranh cãi với người dẫn chương trình Red Bayer về những vấn đề nóng thu hút sự chú ý của cử tri. Ứng cử viên Đảng Dân chủ có lúc đề nghị được hoàn thành câu trả lời trước khi tiếp tục nhận câu hỏi. "Có thể để tôi trả lời xong được không?" bà nói. Reuters cũng đã mô tả cuộc phỏng vấn là nảy lửa, hai bên liên tục tranh luận và phó tổng thống tỏ ra bực bội. Chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump mô tả cuộc phỏng vấn này là hoàn toàn thất bại. Kamala nổi nóng, bị dồn ép và một lần nữa đã rủ bỏ trách nhiệm với các vấn đề về người Mỹ đang phải đối mặt. Caroline Levick, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã cho hay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng tăng thuế sẽ tăng giá mọi thứ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã có lời phát biểu trước hội đồng liên quan đối ngoại vào cuối ngày thứ năm theo the new york times đưa tin những lời kêu gọi xây tường rào ngăn cách nước mỹ bằng mức thuế quan cao đối với bạn bè và đối thủ cạnh tranh hoặc đối xử với ngay cả những đồng minh thân cận nhất của chúng ta như những cộng tác giao dịch là hoàn toàn sai lầm bà nói theo một bản sao bài phát biểu của bà bà nhấn mạnh rằng chúng sẽ làm tăng giá cho các gia đình mỹ và khiến cho doanh nghiệp của chúng ta kém cạnh tranh hơn cựu tổng thống donald trump đã tuyên bố rằng nếu tái tranh cử ông sẽ áp đặt thuế lớn đối với hàng nhập cảng từ liên minh châu âu và xe cộ trung quốc cùng nhiều biện pháp khác ông cũng tuyên bố sẽ thông qua đạo luật thương mại qua lại áp đặt thuế đối với bất cứ quốc gia nào đánh thuế sản phẩm của hoa kỳ và việc đánh thuế cao này chắc chắn sẽ có phản ứng nhưng là phản ứng tốt đó là lời của cựu tổng thống donald trump Đức Giáo hoàng Francis sẽ trở thành vị giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên xuất bản sách. Nhà xuất bản Penguin Random House đã công bố vào ngày thứ tư rằng cuốn tự truyện của ngài sẽ được xuất bản vào đầu năm sau, vào tháng 1, thay vì sau khi ngài qua đời như dự kiến ban đầu. Với tựa đề Hope, ngài được cho là đã làm việc với nhà xuất bản người Ý Carlo Musso trong 6 năm qua, Ngoài việc kể lại quá trình trưởng thành, nguồn gốc Ý và cách tổ tiên của Ngài di cư đến châu Mỹ Latin, Hurt cũng sẽ đề cập đến cuộc sống trưởng thành và tiếng gọi của Ngài đối với chức giáo hoàng. Theo Ben Queen Random House, cuốn sách đến lúc để kỷ niệm năm thánh 2025, thời điểm dành riêng cho sự tha thứ, đổi mới và tâm linh khi kể lại những ký ức của mình với sức mạnh tường thuật sâu sắc và phản ánh về niềm đam mê của mình, Đức Giáo Hoàng đã giải quyết không khoan nhượng một số khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ giáo hoàng của mình và viết một cách thẳng thắn, can đảm và tiên tri về một số câu hỏi quan trọng và gây tranh cãi nhất của thời đại chúng ta hiện nay, Penguin Random House đã cho biết trong một tuyên bố. Trong mỗi trang, trong mỗi đoạn, đó cũng là cuốn sách của những người đã cùng tôi đi, của những người đã đi trước, của những người sẽ theo sau. Đức Dâu Hàng nói về dự án này, một cuốn tự truyện không phải là một câu chuyện riêng tư của chúng ta, mà đúng hơn là hành trang chúng ta mang theo và ký ức không chỉ là những gì chúng ta nhớ lại mà còn là những gì xung quanh chúng ta, nó không chỉ nói về những gì đã qua mà còn nói về những gì sẽ đến. Người đàn ông chèo thuyền qua Thái Bình Dương để tưởng nhớ cái nạn nhân chiến tranh ở Ukraine một người đàn ông đã bắt đầu chuyến hành trình lịch sử kéo dài 8 tháng băng qua Thái Bình Dương từ San Diego đến Úc trên một chiếc thuyền chèo đơn độc vào tối ngày thứ hai. Nếu thành công, Orimas Marcus, 44 tuổi, đến từ Litva, sẽ là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành chuyến đi dài 12.000 cây số là gần 8.000 miles, một mình chờ thuyền mà không cần sự giúp đỡ hoặc dừng lại. Marcus đã được đám đông những người ủng hộ đưa ông tại đảo Shelter ở San Diego vào chiều ngày thứ hai. Kế hoạch của anh là chèo thuyền đến Brisbane ở Queensland của Úc trên một chiếc thuyền chỉ một chỗ ngồi. Bản thân chiếc thuyền đã trải qua một quá trình khá dài. Nó được đóng tại Ukraine, thay đổi tại Lithuania và được vận chuyển đến California để kịp thời để sử dụng vào đẹp thứ hai. Theo trang web của ông, Marcus đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi trở lại vào mùa thu năm 2023. Sau nhiều bước như chuẩn bị thuyền và chuẩn bị bơi vào mùa xuân và mùa hè năm 2024, giờ đây ông sẵn sàng cho chuyến đi mà ông dự định sẽ kéo dài đến tháng 3 hoặc tháng 5 năm 2025. Tính đến chiều ngày thứ ba, Mocus đã đi cách bến thuyền khoảng 20 dặm. Marcus cũng đang gây quỹ cho chuyến đi của mình thông qua GoFundMe, một mình vượt Thái Bình Dương, chèo thuyền vì Ukraine. Số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến tổ chức do Marcus thành lập để giúp anh hoàn thành chuyến đi. Mọi thứ đều có thể nếu bạn muốn. Anh nói, tin tốt nhất mà tôi có thể hy vọng là khi cuộc hành trình kết thúc là nghe tin rằng cuộc chiến ở Ukraine cũng sẽ kết thúc. Instagram bổ sung thêm nhiều biện pháp bảo vệ để bảo vệ thanh thiếu niên chống lại hành vi tống tiền tình dục. Instagram cho biết sắp ra mắt một số tính năng mới để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các vụ lừa đảo về tình dục. Xảy ra khi những kẻ lừa đảo đe dọa chia sẻ hình ảnh thân mật của nạn nhân trừ khi họ nhận được khoản chi tiền hoặc nhiều ảnh hơn. Sự bảo vệ này sẽ ngăn mọi người chụp hình màn hình hoặc ghi lại màn hình những hình ảnh hoặc video biến mất được gửi trong tin nhắn riêng tư. Nếu người gửi cho phép phát lại hình ảnh hoặc video, Instagram sẽ chặn mọi người mở chúng trên web. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn những kẻ lừa đảo chụp hình hoặc quay video bằng cách ghi lại nó bằng một thiết bị khác. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Instagram sẽ bắt đầu sử dụng một số chỉ báo nhất định, chẳng hạn như mức độ mới của tài khoản để phát hiện hành vi lừa đảo sau đó nền tảng này sẽ ngăn cái tài khoản này gửi yêu cầu theo dõi tới thanh thiếu niên bằng cách chặn các yêu cầu của họ hoặc chuyển yêu cầu đó vào thư mục rác của các thanh thiếu niên nó cũng đang thử nghiệm thông báo an toàn trên instagram và messenger để cảnh báo thanh thiếu niên nếu người mà họ đang nói chuyện ở một quốc gia khác vì những kẻ lừa đảo này thường nói dối về vị trí của họ ngoài ra instagram sẽ bắt đầu chặn các tài khoản đáng ngờ xem danh sách những người theo dõi hoặc những người theo dõi nạn nhân của họ những tài khoản mà những kẻ lừa đảo có thể sử dụng để tống tiền tương tự thì instagram sẽ ngăn các tài khoản bị nghi ngờ xem danh sách các tài khoản đã thích bài đăng của mục tiêu hình ảnh được gắn thẻ và những người dùng khác được gắn thẻ trong ảnh của họ để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi xem những hình ảnh nhạy cảm, Instagram đang tung ra tính năng tự động phát hiện và làm mờ ảnh khỏa thân đối với những người sử dụng dưới 18 tuổi. Instagram đã bắt đầu thử nghiệm bộ lọc này vào tháng 4 và tính năng này sẽ được bật mặc định cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Các biện pháp an toàn khác sắp có trên nền tảng này bao gồm tùy chọn, trò chuyện với đường dây văn bản khủng hoảng ở Hoa Kỳ nếu người sử dụng báo cáo các vấn đề về tống tiền hoặc an toàn của thanh thiếu niên. Nó cũng sẽ chiếu một video giáo dục cho thanh thiếu niên ở Mỹ, Anh, Canada và Úc để truyền bá nhận thức về các vụ lừa đảo tống tiền đang ngày càng gia tăng. Cựu giám đốc cảnh sát Mexico lãnh hơn 38 năm tù, bị phạt 2 triệu đô la vì tội nhận hối lộ từ cartel. Người đàn ông từng được coi là người tạo ra cuộc chiến chống băng đảng ma túy ở Mexico đã bị kết án hơn 38 năm tù tại Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư vì nhận hối lộ lớn để giúp đỡ cho những kẻ buôn bán chất cấm. Genaro Garcia Luna, cựu bộ trưởng cảnh sát Mexico, đã bị Bộ Tổng đoàn New York kết án vào năm 2023 vì nhận hối lộ hàng triệu đô la để bảo vệ băng đảng Sinaloa bạo lực mà ông ta được cho là đang chống lại. Ông là quan chức chính phủ cao cấp nhất của Mexico bị kết án ở Hoa Kỳ. Tại phiên lấy lời khai và tuyên án trước thẩm phán liên bang ở Brooklyn vào ngày thứ Tư, Garcia Luna tiếp tục khẳng định mình vô tội và cho biết vụ kiện chống lại ông dựa trên tin tức sai lệch từ bọn tội phạm và chính phủ Mexico. Tôi rất tôn trọng luật pháp. Ông nói tiếng Tây Ban Nha, tôi không phạm những tội ác này. Garcia Luna, 56 tuổi, đứng đầu cảnh sát liên bang Mexico, trước khi giữ chức vụ với tư cách là viên chức an ninh hàng đầu từ năm 2006 đến 2012 dưới thời của cựu tổng thống Philip Calderon. Vào thời điểm đó, Garcia Luna được Hoa Kỳ ca ngợi là đồng minh trong cuộc chiến chống buôn bán chất cấm. Nhưng các công tố viên Hoa Kỳ cho biết, để đổi lấy hàng triệu đô la, anh ta phải cung cấp những tin tức tình báo về các cuộc điều tra chống lại băng đảng cartel, tin tức về các băng đảng đối thủ và việc vận chuyển an toàn số lượng lớn chất cấm. Sau khi tuyên án, cựu tổng thống Mexico đã nói qua nền tảng X rằng ông tôn trọng quyết định của tòa án, nhưng ông chưa bao giờ có bằng chứng xác minh về hoạt động tội phạm của Garcia Luna. Ông cho biết, việc đối đầu của các băng đảng là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng tôi sẽ làm lại vì điều đó đúng đắn. Trước đó bên ngoài tòa án, một nhóm khoảng 15 người biểu tình đã ăn mừng phán quyết. Một số người dương cao bản ngữ có dòng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha. Calderon đã biết, trong khi những người khác dương cao các bản ngữ tố cáo đảng chính trị của ông. Các công tố viên đã yêu cầu mức án phạt chung thân. Các luật sư của Garcia Luna đã lập luận rằng anh ta không nên nhận quá 20 năm. Ngoài bản án 38 năm 4 tháng, thẩm phán còn đưa ra mức phạt 2 triệu đô la cho Garcia Luna. Tổng thống Joe Biden công bố gói viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 425 triệu đô la. Thủ tướng Hungary nói rằng ông sẽ thúc giục Tổng thống Pháp và Tổng thống Đức đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine với Putin. Ukraine được dùng F-16 tấn công Nga, trại huấn luyện quân sự của Moscow bị tập kích tờ greenform dẫn lời bộ trưởng quốc phòng hòa lan brobin Because mình nói rằng việc Ukraine sử dụng những chiến đấu cơ F-16 được Hòa Lan viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga với mục đích phòng thủ là hợp pháp dựa theo luật của thế giới. Chúng tôi đã chuyển giao cho họ lô F-16 đầu tiên và những phi cơ đó đang có mặt trong không phận Ukraine. Chúng tôi luôn nói rằng Ukraine cần tuân theo luật pháp thế giới. Tuy nhiên luật thế giới không có bất cứ hạn chế nào về khoảng cách tấn công ở khu vực biên giới hay sau bên trong lãnh thổ 100 cây số. Do vậy chúng tôi cho phép Ukraine sử dụng các phi cơ F-16 với mục đích phòng thủ. Ông Rickmans đã nói, các chiến đấu cơ F-16 đó có thể được sử dụng để đánh chặn các hỏa tiễn hay tấn công vào các phi trường của Nga. Đó là những mục tiêu quân sự và chúng tôi cho phép những chiến đấu cơ thực hiện điều đó bên trong lãnh thổ hoặc không phận Nga. Theo Ukraine Firm, Bộ trưởng Quốc phòng Hòa Lan sau đó đã kêu gọi các quốc gia phương Tây khác tiếp tục gia tăng giúp đỡ Ukraine. Trại huấn luyện quân sự của Nga đã bị tập kích, tờ Kiev Independent đã dẫn tin tức từ lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine cho biết. Lực lượng này gần đây đã tấn công vào một trung tâm huấn luyện binh sĩ của Nga. Ở thời điểm vụ tấn công xảy ra, có khoảng 20 binh sĩ của đối phương có mặt tại đó, thông báo từ lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine viết. Tuy nhiên, trung tâm này không hé lộ thời gian, địa điểm cũng như loại vũ khí được sử dụng để tấn công trại huấn luyện. Theo đoạn video được lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine công bố, có thể thấy trại huấn luyện của Nga đã bị tấn công bởi hàng loạt bom chùm. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã lên Facebook vào ngày thứ năm nói rằng ông sẽ thúc giục Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine với người đứng đầu của nước Nga là Putin thay mặt cho liên minh châu Âu. Hơn nữa, ông đã bình luận về cái gọi là kế hoạch chiến thắng chống lại Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà được trình bày trước Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu vào ngày hôm nay, thứ Năm 17 tháng 10. Ông bày tỏ hy vọng rằng chiến lược này sẽ được thay đổi vì theo lời ông, những gì Zelensky tiết lộ trước Zhukov Radar quốc hội Ukraine là rùng mình. Kế hoạch của Zelensky hình dung chiến thắng của Ukraine thông qua các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga và các đợt giao hàng bổ sung vũ khí tân tiến hơn từ các đồng minh của mình cùng với những điều khác. Nga đã bác bỏ kế hoạch này và nói rằng họ đang thúc đẩy tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tham gia vào cuộc chiến. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố vào ngày thứ Tư một gói giúp đỡ an ninh mới cho Ukraine trị giá 425 triệu đô la, Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Biden đã nói chuyện với ông Zelensky nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc gia tăng khả năng phòng thủ của Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Gói viện trợ mới này nhằm mục đích gia tăng khả năng phòng không của Ukraine, cung cấp thêm các hệ thống pháo binh và một số lượng lớn đạn dược. Hơn nữa, gói vũ phòng này bao gồm các xe thiết giáp mới cho lực lượng Ukraine khi lực lượng Nga tiếp tục tiến vào khu vực Donetsk. Hai vị cũng đã đồng thuận tổ chức một cuộc hội nghị trực tuyến của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào tháng 11 để thảo luận về việc tài trợ thêm cho quân đội Ukraine. Tin tức liên quan đến tình hình tại Trung Đông Hoa Kỳ dùng phi cơ ném bom B-2 không kích Houthi tại Yemen, đáng chú ý cuộc không kích thực hiện bằng phi cơ B-2 Spirit, Đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ sử dụng phi cơ ném bom tàng hình chiến lược này để tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Trong tuyên bố đăng trên X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom cho biết các đánh giá thiệt hại trong cuộc không kích đang được tiến hành và không nêu sự thương vong của dân thường. Cuộc tấn công vào nhóm vũ trang ở Yemen được Iran hậu thuẫn diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong khu vực. Israel sẽ trả đũa cuộc tấn công hỏa tiễn ngày 1 tháng 10 của Iran vào một thời điểm nào đó trước ngày bầu cử Hoa Kỳ. Trong khi các cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza vẫn tiếp diễn. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày thứ Năm đã kêu gọi di tản người dân ở làng Tanin El Tata nằm trong thung lũng Bekwa của Lebanon Avitey Atrey, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, đã tuyên bố rằng quân đội đang chuẩn bị tấn công các trung tâm chiến lược của Hezbollah trong khu vực và kêu gọi người dân hãy rời đi. Trong một bài đăng trên X, Atrey đã chia sẻ bản đồ các địa điểm bị nhắm mục tiêu và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc di tản, nói rằng cảnh báo khẩn cấp tới người dân khu vực Beqaa, đặc biệt là những người dân trong tòa nhà được chỉ định trên bản đồ nằm trong khu vực Sering El -tata và các tòa nhà gần đó bạn đang ở gần các cơ sở và lợi ích thuộc về Hezbollah, nơi mà IDF sẽ không kích trong tương lai gần. Vì sự an toàn của bạn và sự an toàn của gia đình của bạn, bạn hãy di tản ra khỏi tòa nhà này và cách các tòa nhà lân cận ngay lập tức và tránh xa chúng trong khoảng cách không dưới 500 mét. Lực lượng phòng vệ IDF cũng đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã tiêu diệt ba thành viên của Hamas ở Gaza vào đầu ngày. Một trong số đó có thể là chủ tịch Cục Chính trị Hamas Yahya Sinwar. ITF và ISA là cơ quan chứng khoán Israel đang kiểm tra việc một trong những tên khủng bố là Yaya Sinwar. Ở giai đoạn này, danh tính của những tên khủng bố không thể được xác nhận, quân đội đã viết trên X. ITF cũng nhấn mạnh rằng trong tòa nhà, nơi những tên khủng bố bị tiêu diệt, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong khu vực. Các lực lượng đang hành động trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động với sự thận trọng cần thiết. Đây là lần thứ hai Singer được báo cáo là có thể đã tự trận. Tuy nhiên sau đó Israel tiết lộ rằng họ không tìm thấy bằng chứng DNA nào về điều đó. Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một cậu bé, dọa đánh bom phi cơ Ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ, ông Kinchara rapur Ram Mohanaju cho biết, "Chúng tôi lên án mạnh mẽ các mối đe dọa đánh bom gần đây đối với các hãng hàng không Ấn Độ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và bảo đảm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chống lại những hành động như vậy." Ông không nêu tên người bị bắt nhưng cho biết, "Người này là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi." Theo truyền thông Ấn Độ, các mối đe dọa đánh bom được đăng tải bởi một tài khoản mạng xã hội X. Bài đăng đe dọa hai chuyến bay của hãng hàng không Indigo, một chuyến đến Muscat và một chuyến đến Jeddah, và một chuyến bay khác của hãng hàng không Air India đến New York, đã gắn thuốc nổ cho các chiến binh. Trong tuần này, ít nhất là 8 chuyến bay của hãng hàng không hàng đầu Indigo đã bị đe dọa đánh bom. Ba chuyến của hãng Spyjet, hai chuyến của Vistara và bốn chuyến của hãng Air India cũng nhận được những tin nhắn trực tuyến tương tự. Air India cho biết chuyến bay của hãng từ New Delhi đến Chicago buộc phải hạ cánh tại Canada vào ngày 16 tháng 10 sau khi có mối đe dọa an ninh được đăng trực tuyến. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm cộng tác, làm bạn với Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói mối ban giao cộng tác thành công giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là cơ hội để hai quốc gia giúp đỡ cho nhau phát triển thay vì là những rào cản. Theo truyền thông Trung Quốc ngày 16 tháng 10, Trung Quốc sẵn sàng làm cộng tác, làm bạn với Hoa Kỳ. Điều này không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho cả thế giới. Tập Cận Bình nói trong một lá thư gửi đến bữa tiệc trao giải thường niên 2024 của Ủy ban Quốc gia về ban giao Hoa Kỳ-Trung Quốc, theo bản tin của CCTV. Trong thư ông Tập chỉ ra rằng, Ban giao Trung Quốc-Hoa Kỳ là một trong những mối quan hệ hai bên quan trọng nhất trên thế giới, có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Hai quốc gia đã bất đồng quan điểm về các vấn đề an ninh quốc gia, các cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra, cũng như các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và các cuộc tập trận gia tăng xung quanh Đài Loan. Ban giao thương mại đã trở nên tồi tệ trong năm qua và tập trung vào các vấn đề bao gồm hạn chế đối với xe điện và chất bán dẫn tân tiến. Trung Quốc luôn xử lý mối quan giao Trung Quốc-Hoa Kỳ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và cộng tác cùng có lợi, và luôn tin rằng thành công của Trung Quốc và Hoa Kỳ là cơ hội cho nhau, ông Tập Cận Bình đã nói. Tin Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan bị án chung thân và phải bồi thường trong vụ trái phiếu. Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn vào ngày 17 tháng 10 vừa tuyên án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án chung thân cho hành vi lừa đảo trái phiếu và phải có nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân, theo tường thuật của các tờ báo trong nước. Bà Lan cùng 33 đồng phạm khác đã ra tòa kể từ ngày 19 tháng 9 trong giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát và SCB để xét xử về việc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà đã thông qua ngân hàng SCB phát hành trái phiếu rác để chiếm đoạt 1,2 tỷ đô la của gần 36.000 nạn nhân trên khắp nước Việt Nam. Theo đó, trong 3 tội danh bị truy tố, bà bị tuyên án chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền, 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Một tờ báo trong nước cho biết, tổng cộng cho 3 tội danh bà Lan chịu hình phạt là tù chung thân. Mức án này cũng tương ứng với đề nghị mà Viện Kiểm sát đã đưa ra trước đó. Ngoài mức án này, bà Trương Mỹ Lan còn phải có trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình có liên quan đến hành vi sai phạm để bảo đảm thi hành án. Tuy nhiên, tòa không nêu cụ thể phương án, cách thức cũng như thời gian các nạn nhân được bồi thường. Các nạn nhân bị lừa đảo trái phiếu đã chờ đợi mổ mòn suốt 2 năm qua với hy vọng lấy được tài sản của mình đã bị chiếm đoạt. Trong phần tuyên án, tòa đánh giá hành vi của bà Lan là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và gây ra thiệt hại cho đông đảo nạn nhân, trong khi bà Lan được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và hành vi lừa đảo diễn ra trong một thời gian dài, xuyên suốt và được thực hiện một cách tinh vi. Mức án được tuyên ra khi tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bà Trương Mỹ Lan như là trên 60 tuổi, thành khẩn khai báo, có cố gắng khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho xã hội, có thành tích trong chiến dịch chống Covid-19. Theo cáo trạng, bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu cho 4 công ty con của Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Cetra để giúp các công ty này vượt qua khó khăn tài chính. Tuy nhiên, số trái phiếu này không có tài sản bảo đảm, không được đánh giá tín nhiệm và hiện đã mất khả năng trả. Tòa cũng xác định ngân hàng SCB, nơi bán trái phiếu rác cho người dân, đã có hàng loạt hành động dụ dỗ người dân mua trái phiếu mà phần lớn là người gửi tiền ở SCB, theo nội dung nghị án được tờ báo dẫn lại. Trước giờ ngân hàng này, theo tìm hiểu của các ký giả, luôn khẳng định rằng họ chỉ là môi giới chứ không có vai trò trong hành vi lừa đảo trái phiếu ngoài bà trương mỹ lan tòa cũng tuyên án đồng phạm của bà tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và công ty chứng khoán tân việt đều phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân Trước đó bà Lan từng tự bào chữa trước tòa rằng bà cho SCB mượn danh nghĩa bốn công ty con của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu nhằm giúp cho ngân hàng này có nguồn tiền vượt qua khó khăn tài chính, theo tường thuật của một tờ báo trong nước về phiên xử ngày 23 tháng 9 và khẳng định số tiền huy động được là sử dụng cho SCB cũng tại phiên xử ngày 23 tháng 9, bà Lan cam kết bồi thường cho nạn nhân bằng mọi giá và sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản của gia đình để khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên bà cũng xin tòa tạo điều kiện cho bà khắc phục hậu quả vì bà hiện đang bị giam giữ nên không làm gì được. Trong số 33 bị cáo còn lại, bà Trương Huệ Vân, cháu gọi bà Lan là cô ruột, bị tuyên án 5 năm tù. Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ bị tuyên án 2 năm tù vì đã nộp được 33 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hai cựu tổng giám đốc SCB là Trương Khánh Hoàng và Trương Võ Hoàng Văn bị kêu án lần lượt là 23 năm tù và 17 năm tù. Trong giai đoạn 1 của vụ án hồi tháng 4, bà Lan đã bị tuyên mức án tổng hợp là tử hình cho ba tội danh: tham ô, vi phạm quy định về hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ đối với hành vi rút ruột hàng tỷ đô la của ngân hàng SCB. Sau đó bà Lan đã kháng cáo bản án này. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Bảo Lộc Hồng Loan thân mến, chú thường ngày theo dõi chương trình của hai cháu và rất vui khi biết hai cháu có chương trình tìm người thân. Chú là Trần Văn Thảo, hiện cư ngụ tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Chú cần tìm đứa con gái tên là Nguyễn Thị Mai Lan, năm 2005 lập gia đình với người Đức tên là George Weidemann. Sau đó thì sanh được đứa con trai tên Richard Leonard. Wilderman. Gia đình đã mất liên lạc với con hơn 10 năm nay. Mai Lan ơi, khi con nhận được tin này, con hãy gọi về cho bố biết qua số điện thoại 206 8412, hoặc hãy gọi cho chị Trúc số điện thoại 253 5772. Con có thể liên lạc email liwin gmail com Bà Lộc xin được đọc lại số điện thoại của chú Trần Văn Thảo là 206-710-8412 hoặc số điện thoại của chị Trúc là 253-332-5772 và email là liwin 44 gmail com Bà Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều wow lẹ quá Loan ơi ngày mai là ngày thứ sáu và lộc loan cùng với anh JD đi sẽ có một buổi livestream ca nhạc nho nhỏ để gửi tặng quý vị với chủ đề riêng một góc trời à, chúng ta sẽ hát những nhạc phẩm những tình khúc của nhạc sĩ ngô thụy miên cũng như nhạc sĩ vũ thành an à, và có thể những bài hát tình mà quý vị yêu thương quý vị cũng có thể yêu cầu tạm ca bất chấp thêm một câu chuyện vui nữa đi rồi mà hồng ngày hôm nay là bảo đảm tươi hồng nguyên tuần đó cuối tuần <laughs> hầm dữ lắm mà không biết có không hy vọng hy vọng có hai anh lính bị thương nằm cạnh nhau anh này mới hỏi anh kia anh đi lính được bao lâu rồi tôi hả mới tập sự thôi à thôi mới tập sự sao mà bị thương nặng nề như vậy tại tại cái ông chỉ huy của tôi trong cái giờ mà thực hành ném lựu đạn á ổng kêu tôi rút chốt ra rồi ném thật xa ủa nhưng mà anh có làm như vậy không tôi ném xa lắm tôi làm y chang như vậy luôn làm y chang, tại sao bị thương dữ vậy? Tại tôi ném cái chốt. Ông chỉ huy, ông kêu tôi là rút cái chốt và ném thật xa. Thì tôi rút ra, tôi ném cái chốt thật xa. Vậy mà bị thương à? Kỳ vậy đó. Hên là tập sự. Tập sự. Ra trận mà vậy chắc kết. Cái này chuyện vui thôi quý vị. Ok, ngày nay Lộc Lan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.